hai cảng du lịch Việt Nam lọt đề cử Oscar du lịch thế giới. Mới đây, giải thưởng World Travel Award đã đề cử nhiều gương mặt tiềm năng đứng ra tranh các giải thưởng danh giá nhất ngành công nghiệp du lịch trong năm 2023. Nhiều trong số đó là các điểm đến du lịch nổi tiếng của Việt Nam. Theo đó, Việt Nam đang World Travel Award VKTA được đề cử của năm 2023 trong nhiều hạng mục quan trọng như điểm đến dẫn đầu châu Á, điểm đến di sản dẫn đầu châu Á, điểm đến du lịch biển dẫn đầu châu Á, điểm đến du lịch văn hóa dẫn đầu châu Á, điểm đến du lịch thiên nhiên dẫn đầu châu Á, điểm đến du lịch bền vững dẫn đầu châu Á và điểm đến du lịch của giới trẻ dẫn đầu châu Á. Cùng với đó, Tổng cục Du lịch cũng được bình chọn là một trong những cơ quan phát triển du lịch cấp quốc gia hàng đầu châu Á. Trong hạng mục điểm đến du lịch dẫn đầu châu Á năm 2023, thắng cảnh vịnh Hạ Long của Việt Nam đang được đề cử. Bên cạnh các điểm đến nổi tiếng khác như đền Angkor, Campuchia, đền Tây Ma Hành, Ấn Độ, vạn lý Trường Thành, Trung Quốc, trong danh sách cảng du thuyền dẫn đầu châu Á, có hai đề cử đến từ Việt Nam là cảng tàu khách quốc tế Hạ Long tại Quảng Ninh và cảng Phú Mỹ tại Bà Rịa, Vũng Tàu. Thành phố Hồ Chí Minh được VKTA đề cử là một trong 8 điểm đến du lịch công vụ dẫn đầu châu Á, bên cạnh Bangkok, Thái Lan, Bắc Kinh, Trung Quốc, Kyoto, Nhật Bản, Singapore. Cùng với đó, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cũng được xếp trong top 43 phát triển du lịch dẫn đầu châu Á. Hai điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam là Hội An và Huế được xếp danh trong danh sách 6 điểm đến du lịch văn hóa dẫn đầu châu Á. Cùng với đó, nhiều điểm đến du lịch làm nên tên tuổi của Việt Nam cũng được VKTA xếp danh trong các hạng mục. Bảng dạng điểm đến du lịch mới nổi dẫn đầu châu Á gọi tên một ứng viên đến từ Việt Nam là Hà Giang, một dấu mốc mặt trong danh sách điểm đến thiên nhiên của những dẫn đầu châu Á. Thành phố Đà Nẵng được VKTA xếp trong top các điểm đến lễ hội và sự kiện dẫn đầu châu Á. Vườn quốc gia Cúc Phương được vinh danh trong danh sách các vườn quốc gia dẫn đầu châu Á. Hiện World Travel Award đã mở cổng bình chọn tại địa chỉ www.vkf.org.vn.